Các bác nhá, hôm nay cửa hàng Văn Trang lên clip giới thiệu các bác lô máy cưa xích Nhật bãi. Lô này admin sẽ lô chữ ô các bác nhá, sẽ gồm có máy cưa là Makita Komatsu này, tay dài tay cụt Mazu Tanaka nhá, Echo khai thác tầm trung Estin này, Estin 021 này, Shiroa 395 cho các bác nhá. Rồi thì đầu tiên là bác xem clip thì vui lòng cho em xin nút like các bác nhá, nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo. Số điện thoại cửa hàng là 0976123320. Bên em bán hàng có ship hàng toàn quốc cho các bác nhá. Đấy. Tất cả sản phẩm em sẽ bảo hành là nòng điện bơm nhớt là 9 tháng cho các bác nhé. Rồi sản phẩm kỳ bác một cưa xích bên em gồm có 3 món là rũa tuyếp và tô vít cho các bác này. Rồi em xin phép giới thiệu chi tiết luôn cái lô máy ngày hôm nay. Đó, em xin nhắc lại số điện thoại cửa hàng là 0976123320 các bác nhé. Ô một ngày hôm nay thì xin phép giới thiệu các con máy đến từ thương hiệu là của Makita cho các bác nhé. Một con Makita rất là đẹp các bác này. Một con Makita rất là đẹp nhé. Con này mã của nó là MDE335 nhé. Cắt khai thác tầm trung. Con này giá cực kỳ là mềm luôn. Máy móc thì đẹp này. 35cc nòng 38 ly. Cắt vanh gỗ tầm đường kính là 40-45 nhé. Lam của nó mặt cắt là 35-40 xích chung 91. Trọng lượng máy 5kg. Giá chỉ 1.600.000. 1.600.000. Đó, con này thì cắt cực kỳ là ngon, cực kỳ loại xăng, đến từ thương hiệu của Makita rất là nổi tiếng các bác nhé. Đó, chỉ là 1.600.000 các bác sở hữu một con máy cắt tầm trung rồi. Con này trọng lượng chỉ 5kg thôi, khá là nhẹ nhàng nhé. Các bác hạ cây được các kiểu là rất là ngon này. Đó, nhẹ nhàng, loại xăng, bền bỉ đó. Con này thì giá 1.600.000 thôi, bao phí ship cho anh em nhé. MDE335, 35cc, nòng 38 ly cho các bác nhé. Đó, máy móc đẹp keng luôn các bác này, mặt tiền này. Đó, rồi. Ô1 ngày hôm nay giá chỉ 1.600.000 thôi. Một con máy là ngon, bổ, rẻ cho các bác nhé. Test nổ này rất là êm luôn này. Gồm phí ship rồi các bác nhé, ship bên tận nhà luôn. Ô1 này. Rồi tiếp theo Ô2. Ô2 ngày hôm nay thì em có con cưa mini tay dài đến từ thương hiệu Komatsu, một hệ mà dành cho các bác chuyên leo trèo tỉa cành nhé. Chuyên leo trèo tỉa cành hay đơn thuần thôi, các bác muốn mua con máy cắt gia đình phải nói là super VIP, siêu nhẹ nổ, siêu êm, siêu nhẹ thì các bác tham khảo nhé. Con này là Komatsu G3200 này, 32cc, nòng 37 ly cho bác nhé. Lam của nó mặt cắt là 30, lam 35 mặt cắt là 30 nhá. Con này thì trọng lượng rất là nhẹ. Trọng lượng nó rơi tầm 4kg thôi, 4kg. Nó sẽ được trang bị đầy đủ các tính năng nhá. Thứ nhất là chụp giật là trợ lực lớn cho các bác giật, nó cực kỳ nhẹ nổ, cực kỳ nhẹ nhàng. Thứ hai là thắng xích thắng trước bơm xăng phụ sẽ đủ cả cho các bác nhá, sẽ đủ cả cho các bác nhá. Con này cắt gia đình, cắt leo trèo tiệc cành, cắt công trình phải nói cực kỳ là ngon. Một cái hệ máy cưa chuyên dụng cho các bác cắt công trình nhé. Bô của nó bô cách âm luôn. Đó. Nói chung là đến từ thương hiệu Komatsu thì anh em biết cái độ chất rồi. Komatsu là một thương hiệu quá nổi tiếng, quá chất lượng cho các bác luôn nhé. Quá nổi tiếng, quá chất lượng nhé. Máy móc của nó thì xài siêu bền, siêu êm. Đó. Rồi, Ô2 ngày hôm nay đó, giảm giật của nó bằng lò xo này, cực kỳ êm ái cho anh em nhé. Con này giá 1.900.000 thôi. Ô2 ngày hôm nay một con G3200 nhé, giá 1.900.000 này. Máy móc liền lạc đẹp cho các bác nhé. Giá 1.900.000 là em đã bao gồm phí ship đến tận nhà cho các bác nhé. Rồi, con này cắt gia đình các kiểu, cắt leo trèo tiệc cành của nó là cực kỳ sướng luôn. Test nổ con Ô2 cho các bác này. Siêu êm luôn nha, tiếng máy rất là êm luôn. Cưa nòng đứng cho các bác nhé. Đây, máy móc bên trong còn đẹp keng luôn cho các bác nhé. Nó là cưa nòng đứng cho nên là rất là dễ dàng vận hành nhé. Rất là dễ dàng vận hành luôn. Ô2 1.900.000 bao phí ship cho anh em nhé. Các bác nào có tuổi dùng con này phải nói cực kỳ là phê luôn. Rất là dễ dàng sử dụng luôn nhé. Rồi, Ô3 Ô3 ngày hôm nay thì em có con cưa tay cụt. Con này đến từ thương hiệu của Mazu Rangma. Con này thì là một con cưa tay cụt rất là đẹp nha các bác nhá. Mazu Rangma, thương hiệu quá nổi tiếng rồi. Con này động cơ 2 bớt nhá. Mã của nó là CST310S 31cc,
nòng 37 ly cho các bác, trọng lượng máy là 4 kg, chụp giật trợ lực. Và đặc biệt thì trang bị động cơ của động cơ 2 bớt, một trong những động cơ xăng phải nói là ưu việt nhất trên thị trường hiện nay. Chạy cực kỳ là lợi xăng và cực kỳ thoát máy, giúp máy chạy bao bền, bao lợi xăng, bao thoát luôn cho các bác nhé. Máy móc này làm xích này, làm của nó mặt cắt là 35-40 xích chung 91 nhé. Con này thì thích hợp cho bác cắt gia đình, cắt leo trèo tiệt cành. Các bác nào đang tìm kiếm con cưa mini hàng VIP nhé, hàng đời cao, động cơ 2 bớt thì các bác tham khảo con này, chạy cực kỳ phê luôn. Đấy. Đây em test nổ tiếng máy con O3 cho các bác, con này giá 2 triệu là bao phí ship cho anh em nhé. Ship cho anh em con O3. Tiếp theo này, tiếp theo con O4 này. O4 ngày hôm nay thì em có con cưa tay dài. Con này là con tay dài. Con này là Tanaka nhé. Con này là Tanaka PMS 305 cho các bác nhé. 31cc, nòng 37 ly, chụp giật trợ lực này. Đấy. Đời này hai ốc lam, cực kỳ là sướng nhé. Đây là một trong những hệ tay dài, nó giống cái hệ Hitachi. Xài phải nói là cực kỳ là bền, tiếng máy bốc độ bền rất là cao, độ tiêu hao nhiên liệu cực kỳ là ít. Con này thì trọng lượng máy rơi 4,5 kg. Lam này, lam của nó lam 14 inch, mặt cắt là 35-40, xích là size xích mini. Máy thích hợp cho bác cắt gia đình, cắt leo trèo tỉa cành, cắt củi, cắt nhánh, cắt nấu rượu các kiểu nhá. Đấy, chụp giật trợ lực này. Xài nhá, nó rất là dễ nổ luôn. Cái dòng này thì phải nói là bao các bác độ nhạy nổ rất là cao nhá. Đấy. Nó rất là bền, độ nhảy nổ rất là cao. Máy nó rất là chắc luôn, cầm máy nó chắc và cái tiếng nổ nó rất là chắc nhá. Rồi, một con cưa gia đình nữa, con O4 giá 2 triệu là bao phí ship con Tanaka PMS 305. Đó, test nổ này. O5 ngày hôm nay thì là có một con cưa khai thác tầm trung. Con này lại đến từ thương hiệu của Echo. Con này là Echo 332 33cc, nòng 39 ly. Thì con này thì thích hợp cho bác cắt keo quế, mỡ xoan xiếc. Và đặc biệt cánh anh em miền Tây rất là thích dòng này. Máy sẽ được trang bị công suất 33cc, nòng 39 ly, chụp giật là trợ lực này. Lam của nó lam Latin nhé. Con này lam Latin, lam Echo này rất đẹp luôn nhé. Lam Latin tản nhiệt. Mặt cắt của nó là lam 35. Lam của nó mặt cắt là 35-40 xích chung 91 nhé. Máy móc thì zin nguyên bản từ A đến Z. Thì cái hệ này nó xài rất là trâu bò nhé, giúp các bác vận hành máy nó gọi là tối đa công suất luôn, cắt tối ngày luôn, rất là trâu bò. Hơi hám của nó là chạy cực kỳ là trâu nhé. Thì với phân khúc mà trên dưới 2 triệu, con này ra 2 triệu 2 bao ship này, là các bác muốn cái hệ máy mà các bác có thể cắt tối ngày, các bác về cắt khai thác tầm trung cũng được. Cắt keo quế mỡ xoan xiếc này là hệ gọi là bền nhá, thì có tham khảo nhá. Cái dòng này rất là bền luôn, về cái độ trâu bò tua rất là lớn nhá. Có này đặc biệt nữa, làm là tinh, làm là tinh này rất đẹp luôn nha các bác nhá. Bao các bác không sức mẻ luôn. Rồi, O5 giá 2 triệu 2 là bao phí ship cho anh em luôn nhá. Test nổ tiếng máy con O5 luôn cho các bác này. O5 2 triệu 2 là bao phí ship cho anh em. Tiếp theo O6.
Ô 6 là một con cưa công suất cao hơn con 332 nhé. Con này là 362. 362 thì bác nào muốn nâng lên công suất một chút xíu, đi cắt khai thác tầm trung, kiểu là cắt khỏe hơn, thì bác tham khảo con này. Con này 36cc, nòng 40mm, ECHO 362, máy móc này vàng tươi, lam Latin, lam Latin, xích là xài xích chân 325, lam này còn như mới luôn cho anh em nhé, khỏi chê nhé. Trọng lượng máy con này sẽ rơi 6kg, con này 5kg, con này 6kg cho các bác nhé. 6kg, máy rất đẹp luôn này, máy rất đẹp luôn các bác nhé. Rồi thì mọi ưu điểm thì nó giống con 332 thôi, chỉ khác là công suất là 36cc dòng 40mm, lam của nó lam Latin đấy, mặt cắt là 35-40, xích là xài xích chân 325. Rồi test nổ con O6, con này giá 2,5 triệu nhá, là bao phí ship cho anh em, quá đẹp luôn này, hơi hám căng đét luôn nhá, hơi hám dòng này thì bao bền. ECHO 361, con này là ECHO nòng đứng nhá. Hãy anh em miền Bắc thì thích hơn. Con này thì 36cc, nòng 40mm cho các bác hạ cây đứng. Tầm vanh gỗ tầm đường kính là 40-45 nhá. Các bác cắt keo quế mỡ xoan xiếc là thoải mái, dừa xiếc là thoải mái cho các bác nhá. Con này thì trọng lượng máy là 6kg, lam của nó lam Latin này, mặt cắt là 40. Lam 45, mặt cắt còn 40, xích là xài xích trung 91 nhá. Đấy, thì cái dòng ECHO là một cái thương hiệu mà nó rất là phổ biến tất cả những cái máy cưa, máy thổi lá hay là máy cắt cỏ các kiểu này, máy bơm nước các kiểu, ECHO nó rất là mạnh nhá. Có một thương hiệu mà phải nói là đứng phổ biến nhất nhì bên Nhật Bản rồi, về cái động cơ nông ngư cơ nhá. Cho nên anh em yên tâm chất lượng cho em. À, ok, thì con này thì có trợ lực bơm xăng phụ đủ hết các bác nhá. Còn O7 ngày hôm nay, một con ECHO 36cc nòng 40mm, trọng lượng máy 6kg, giá 2,5 triệu này, là bao phí ship cho anh em nhá. Rồi test nổ con O7 cho các bác nhá. Tiếp theo con O8 ngày hôm nay thì em có con máy đến từ thương hiệu của Estin, con này là Estin 017 nhá, Estin 017. Con này thì sẽ được trang bị công suất là 34cc, nòng 38mm cho các bác nhá. Con này thì là một cái hệ mà cưa gia đình phải nói là đắt nhất trên thị trường hiện nay. Estin thì lúc nào nó rất là đắt, nhưng cái chất lượng của nó thì rất là đảm bảo cho các bác nhé. Về tính năng ưu việt của nó thì nó sẽ cực kỳ là bền, cực kỳ là lợi xăng, cực kỳ là bền, cực kỳ lợi xăng nhé. Khi các bác cắt tải vào tua thì nó rất là ngọt, nói chung là bám độ bám gỗ nó mình vào tải thì nó rất là ngọt luôn các bác nhé. Máy thì chuyên dụng cho bác cắt gia đình, cắt leo trèo tỉa cành, cắt hạ cây trong gia đình nhé các bác nhé. Con này thì trọng lượng của máy rơi tầm 4,6kg, lam của nó này rất đẹp luôn này, lam của nó mặt cắt là 35-40, xích là xài xích trung 91 cho các bác nhé, xích trung 91 đây. Rồi con này thì sẽ có một cái cưa gia đình mà nó tích hợp thêm cả van xả áp thì quá là chất lượng luôn cho các bác nhé, quá chất lượng luôn. Đó, thắng xích thắng chiếc sẽ đủ cả cho các bác nhé. Estin thì các bác yên tâm về chất lượng cho em. Nếu các bác nào mà mình khó tính cầu kỳ nhất, muốn xài con máy cưa gia đình phải nói là cực kỳ ngon, cực kỳ chất lượng thì có tham khảo Estin O8 ngày hôm nay. Estin 017 giá 2,5 triệu bao phí ship cho anh em nhé, 2,5 triệu bao phí ship cho anh em nhé. Test nổ O8 này, máy rất là êm. O8 là 2,5 triệu bao ship nhá. Tiếp theo ngày hôm nay còn O9,
O9 ngày hôm nay là một con máy đến từ thương hiệu của Xi Đại Hoa. Một con máy đến từ thương hiệu của Xi Đại Hoa nhé. Con này là Xi Đại Hoa 395 này. 395 thì cái thương hiệu Xi Đại Hoa về cái cưa bãi thì thương hiệu Xi Đại Hoa là số 1 nhé các bác nhé. Tua rất là lớn, độ bền rất là cao, độ tiêu hao nhiên liệu cực kỳ là ít luôn. Và phụ tùng nhiều, cắt tải thì cực kỳ là ngọt. Đó. Con này thì được trang bị số là 40cc, nòng 40 ly. Con này làm là tinh dài này, mặt cắt của nó là 45-45, xích là dài xích chân 325. Đó thì trọng lượng máy con này rơi tầm 6kg nhá. Hạ cây đứng vanh gỗ tầm đường kính là 4-50. Cắt tầm trung, keo quế mỡ xoan xiếc thoải mái cho anh em. Keo quế mỡ xoan xiếc thoải mái cho anh em nhá. Xi Đại Hoa 395. Xi Đại Hoa 395 nhá. Đó. 40cc nòng 40 ly. Dòng này thì xài bao êm, bao chất, bao bền luôn cho các bác nhá. Xi Đại Hoa thì khỏi phải nói về chất lượng rồi. Đấy, làm là tinh tản hiền. Còn dày nhá, đây thì nó dính cái tí cái nhựa, gọi là nhựa cây vào đây. Bao các bác là làm liếc không bao sứt mẻ cho các bác nhá. Rồi, còn O9 ngày hôm nay 3,1 triệu, bao phí ship, một con chất lượng cao cho các bác nhá. Test nổ này, van xả áp này, có van xả áp nhá. Dường Xi Đại Hoa chạy khỏi phải nghĩ luôn. Các bác nào thích một cái gọi là tốc độ cao thì có tham khảo nhé. Con này giá 3,1 triệu, bao phí ship. Rồi tiếp theo, tiếp theo đến con cuối cùng ngày hôm nay, em có con Estin. Con này là Estin 021 nhé. Estin 021 made in Germany này, hàng Đức nha các bác nhé. Thì các bác nào mà chuyên cưa chuyên nghiệp hay là các bác nào mà thích dùng hàng chất lượng cao đấy, giống con Estin 017 thôi, thì các bác tham khảo con này. Con này là 40,2cc, nòng 40 ly cho bác nhé. Trọng lượng máy là 5kg. Lam của nó mặt cắt là 35-40, xích trung 91, Estin 021. Hàng Estin thì yên tâm, đảm bảo và chất lượng cho các bác nhé. Con này đi cắt keo quế mỡ xoan xiếc, gọi là cắt dừa riếc này. Là cánh kiểu là hay leo trèo thì cành, cắt chuyên nghiệp thì người ta sẽ dùng Estin này là nhiều nhất. Vì sao? Độ bền nó rất là cao. Độ bền rất là cao, độ tiêu hao nhiên liệu cực kỳ ít, phụ tùng thì bao la cho các bác. Nói chung là phải nói là cực kỳ là bền luôn, cực kỳ là trâu chó luôn các bác nhé. Rồi, còn cuối cùng ngày hôm nay đi, Estin 021 ngày hôm nay giá là 3,5 triệu, đã bao phí ship cho các bác nào mình thích xài một con cưa khai thác chuyên nghiệp tầm trung, hàng chất lượng cao, hàng Estin, hàng gọi là hàng đắt nhất trên thị trường bây giờ rồi, chất lượng nhất trên thị trường bây giờ rồi, thì có tham khảo con này nhé. Giá là 3,5 triệu, bao phí ship O10. Test nổ con cuối cùng cho các bác này. Rồi ok, cuối cùng ngày hôm nay một con Estin siêu VIP nhá, 021, giá là 3,5 triệu, bao phí ship nhá. Rồi ok, thì em cũng xin phép kết thúc clip tại đây. Anh em quan tâm sản phẩm liên hệ tiếp qua số điện thoại cửa hàng nhá. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Chào tất cả mọi người.